Nó nói là để cái này vuông góc với cả hai vectơ AB đúng không? Vậy các em sẽ sử dụng cái điều kiện vuông góc. Hiểu này không? Sử dụng điều kiện vuông góc tức là vectơ C nhân vectơ A phải bằng 0. Vectơ C nhân vectơ B bằng mấy? Bằng 0. Nhân vô. X nhân 1 là x, y nhân 3 là 3y. Z nhân 4 là 4z bằng 0. Tiếp x nhân -1 trừ x, y nhân 2 là 2y. Z nhân 3 là 3z bằng 0. Ok. Như vậy thầy sẽ cộng hai phương trình này lại cho mắc x là ra 3y cộng 2 là 5y. 4z cộng 3z là 7z. Đây là câu C. À đúng sai à? Tức là câu này là câu đúng. Kiểm tra mấy câu còn lại. Rồi. Nghe. Bây giờ câu A là nó khử y đúng không? Làm sao khử y? Thầy chỉ cho. Em lấy cái này nhân 2, cái này nhân 3, đúng không? Rồi mình trừ nhau. Vậy là em ghi lại cái đi, 2x cộng 6y cộng 8z bằng 0 trừ 3x cộng 6y cộng 9z bằng 0. Rồi lấy dưới trừ trên là trừ 5x cộng z bằng 0. Vậy cái này đúng hay sai? Sai. Tiếp câu B là khử gì? Khử z. Khử z giờ mình nhân khác đi. 3 với 4 một cái nhân 4 một cái nhân 3. Này nhân vô là 3x cộng 9y cộng 12z. Còn này nhân vô là trừ 4x cộng 8y cộng 12z. Xong rồi trừ mấy em. 3 trừ trừ 4 là 7x. Y trừ 8y là cộng y bằng 0. Như là này đúng. Sao sai? Ủa vậy? Vậy ở dưới là đúng. Rồi xong.